có một con bò nó có tên là con chó nè. Thích mặc quần lá gió và không bao giờ ăn cỏ nè. Ta mê ăn tô ghét còn thích luôn Gonando. Kể từ đó giang hồ liên quân cứ gọi ta là Toro. Nhưng giải thích lại một chút thì ta không phải là con bò. Ta với thằng quỷ bò đó cũng chỉ là anh em họ. Nên thịt bò có tai nạn hay thịt trâu có làm lẩu thì nó cũng dai, là dai nhất khó xài như là mấy thằng chậu. 6.000 năm trước ta chính là ngu ma vương, thường đánh cờ tướng với thằng ông nội tên Gia Cát Lượng. Gánh thì đi xuống Diêm Vương, ta gù ổng đi bán nước tương. Và một ngày thằng lạ thường, ta gặp lại người bạn đồng hương, đó chính là Tôn Ngộ Không, người đầy lông trừ chỗ đó. Cũng cùng chung một sở thích là mặc quần thích lá gió. Kể từ đó ta cứ tập tụ, còn với ta thì dặn về sớm. Nhưng bữa nay thì có kèo thơm, thôi anh em mình đi bia ôm. Ngộ Không một em nè, Diêm Vương một em, Gia Cát một em và ta cũng một em. Nghe ngộ nghe ngộ, nghe ngộ nghe ngộ. Thằng quỷ Ngộ Không